Hôm nay mình xin hướng dẫn hand reset Oppo Neo 5. Đầu tiên là mình sẽ tắt hẳn nguồn máy và mình sẽ nhấn giữ phím giảm âm lượng và nhấn giữ phím nguồn giảm âm lượng và nguồn. Khi máy rung lên một cái thì mình sẽ buông ra hai phím. Rồi mình đợi máy nó vào cái giao diện hand reset. Đến đây thì mình có thể chọn lên màn hình cảm ứng luôn. Mình chọn là English. Rồi mình chọn Wi Data and Get. Wi Data and Get. Chọn Yes. Rồi mình chọn Yes. Rồi như vậy lúc này mình sẽ có thể chọn Reboot và máy mình sẽ khởi động lại. Khi hoàn tất quá trình hand reset thì mình đây là những cái bước để anh vào sử dụng máy. Lần đầu mình chọn tiếng Việt ha. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo. Rồi như vậy là mình đã hoàn tất quá trình hand reset.